Cửa sổ cách nhiệt rất kém, cách ít tốn tiền để giảm bớt nhiệt thoát ra là gắn hai lớp vào cửa sổ bằng miếng nhựa co lại bằng sức nóng. Vật liệu này được bán theo bộ vật dụng. Trong đó có các tờ nhựa mỏng và băng keo dính hai mặt. Bộ vật liệu này có kích thước khác nhau, phù hợp với cửa sổ lớn nhỏ khác nhau. Khi gắn lớp nhựa vào khung cửa sổ, quý vị tạo ra một lớp không khí cách nhiệt giữa tấm kiếng và tấm miếng nhựa. Nhờ vậy cửa sổ sẽ có thể cách nhiệt hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gắn miếng nhựa co bằng sức nóng vào tất cả các loại khung cửa sổ. Dụng cụ cần thiết để gắn miếng nhựa co bằng sức nóng là sản phẩm nhựa co bằng sức nóng, băng keo dính hai mặt có sẵn trong bộ vật liệu, kéo, máy sấy tóc, cái muỗng và thước đo, và miếng vải để lau sạch bề mặt, lau sạch kiếng và khung cửa sổ và để khô. Đo kích thước cửa sổ cho miếng nhựa. Mở miếng nhựa ra và cắt theo kích thước cửa sổ và chừa 10 phân biên xung quanh. Gỡ băng keo dính hai mặt ra và cắt thành dải vừa khít cạnh cửa sổ. Bảo đảm quý vị úp mặt có keo dính xuống. Bóc lớp giấy bảo vệ ra khỏi băng keo trong lúc quý vị đặt miếng nhựa bằng phẳng lên cửa sổ. Tiếp tục bóc lớp giấy bảo vệ ra trong lúc quý vị dán miếng nhựa xuống. Khi toàn bộ miếng nhựa đã được đặt vào vị trí, quý vị rà soát dọc các cạnh, bảo đảm băng keo đã dán chính chặt. Sử dụng mặt cau cái muỗng để bảo đảm miếng nhựa bám chặt vào băng keo dính. Sử dụng máy sấy tóc thổi hơi nóng đều lên toàn bộ miếng nhựa. Sức nóng sẽ làm cho miếng nhựa co lại và căng ra, loại hết những nếp nhăn trên miếng nhựa và còn lại là lớp nhựa mỏng cách nhiệt trong suốt trên cửa sổ. Sử dụng kéo cắt bỏ phần nhựa dư ra. Cửa sổ của quý vị giờ đây đã được gắn hai lớp để cách nhiệt.